chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Bóng đèn ngon lửa hồng vò rượu cần chưa uống đã say, để sự cứu chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe riêng chúng mình. Tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then, mùa xuân tới có bao ngọt ngào trao tình nồng đến cha. Chào một mùa xuân mới muôn hoa khoe sắc như đang đón mời. Chẳng miền xuôi tới nơi quê hương Tây Bắc có em đón mời. Chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhạc,